Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm hàng chục chuyến tàu đến các tỉnh phía Bắc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Các tuyến được bố trí tăng thêm tàu để phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ gồm tuyến Hà Nội Vinh, tuyến Hà Nội Thanh Hóa, tuyến Hà Nội Lào Cai, tuyến Hà Nội Hải Phòng từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Cùng với việc tổ chức thêm các chuyến tàu này, ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi.